Chiều ngày 3 tháng 9, Chi đoàn Bảo Lâm Đồng phối hợp cùng Huyện đoàn Bảo Lâm và các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình Trung thu yêu thương 2022, trao quà trung thu và tặng học bổng cho các cháu thiếu nhi, học sinh nghèo vượt khó là con em đồng bào dân tộc thiểu số xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm. Nhà báo Hồ Thị Lan, tổng biên tập báo Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo huyện Bảo Lâm và các nhà tài trợ đã dự chung vui, trao quà và tặng học bổng cho các cháu thiếu nhi. Tại chương trình đã diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, múa lân phục vụ các cháu thiếu nhi vui chơi, tạo không khí ấm áp, vui nhộn, yêu thương. Chi đoàn Bảo Lâm Đồng cùng Huyện đoàn Bảo Lâm và các nhà tài trợ đã trao tặng 350 phần quà trung thu, 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng và 1.000 cuốn vở cho các cháu thiếu nhi, học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, học giỏi tại xã Lộc Bảo. Tổng trị giá trao quà và học bổng dịp này là 127 triệu đồng do các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đóng góp. Lộc Bảo là xã vùng xa của huyện Bảo Lâm, với hơn 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn. Đặc biệt điều kiện học tập, vui chơi của các em cũng còn nhiều thiếu thốn. Đây cũng là hoạt động thường niên của Chi đoàn Bảo Lâm Đồng phối hợp cùng các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức, mang lại hơi ấm cho trẻ em nghèo, học sinh khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhân mùa trung thu và khai giảng năm học mới. Phát huy nhiệt huyết của những nhà báo trẻ, hàng năm các nhà báo, phóng viên Chi đoàn Bảo Lâm Đồng đồng hành với các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình xã hội hướng về cộng đồng.